Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vô ô ly bài tập toán lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 22 luyện tập. Bài số 1, nấu thêm mẫu. Đây là con số 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 nấu số 8. Rồi chúng ta đếm số con gà 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nấu số 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nấu số 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nấu số 8. Nó qua bài số 2. 1 2 0 4 6. Vâng vâng vâng. Người ta yêu cầu là số bé nhất là số 0. Số lớn nhất là con số 10. Số 10 là số lớn nhất. Đây A đây B nha. 8 bé hơn con gì và con gì chỗ này bé hơn 10. Vậy chúng ta là con số này con số 9. 6 7 8 10 lớn hơn con gì chỗ này là con gì chỗ này lớn hơn 6. Vậy chỗ này chúng ta có thể là điền con số 9 được không? Hoặc có thể là điền con số 8 hoặc có thể là con số 7. Có thể chúng ta sẽ điền là một trong ba con. 9 cũng được, 8 cũng được, 7 cũng được. Rồi. Bài này là cho đề sai. Con số 4 sao lớn hơn con số này? Con số này sao lớn hơn con số 9 được? Nha. Cho đề này đề sai rồi. Cái đề này chắc có lẽ là người ta cũng ngược lại thì đúng hơn. Thầy cho ngược lại ha. Ngược lại thì chúng ta ngay chỗ này chúng ta sẽ có là gì? Con 8. Rồi có thể là con 7, có thể là 6, có thể là con số 5. Số nào cũng được. 8, 7, 6 hoặc là 5. Bài số 4. 10 là bằng 2 là cộng 8 là bằng 10. 10 là bằng 3 là cộng 7 là bằng 10. 10 là bằng 4 là cộng 6 là bằng 10. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.